Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, Bắc Bộ hôm nay trời nhiều mây, đêm sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông ở một vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc sẽ có nơi có nắng nóng và gió nhẹ. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông ở một vài nơi. Riêng phía Bắc, đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và gió nhẹ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận và Tây Nguyên sẽ có mây, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông ở một vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Khu vực Nam Bộ sẽ có mây, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông ở một vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông sẽ có nắng nóng. Thời tiết như hiện nay chính là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh gây hại trên cây lúa và đặc biệt là bệnh lem lép hạt. Bệnh này ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng gạo. Để phòng bệnh, bà con cần lưu ý những khuyến cáo như sau. Cần bón đón đồng và điều tiết nước hợp lý. Thời gian bón đón đồng tốt nhất là lúc mắt lá cờ trùng với mắt lá kế bên hoặc bóc rảnh lúa ra và thấy cây lúa có thân thật, trên đỉnh thân bắt đầu có phần lông trắng. Tiếp theo là cần bảo vệ bộ lá đồng. Bộ lá đồng bao gồm 4 lá trên cùng là bộ lá quyết định năng suất lúa. Khi cây lúa phân hóa đồng, bộ lá sẽ đồng được cố định. Lúc này thì cây lúa không thể mọc thêm được lá nào nữa. Tiếp theo cần phòng trừ các bệnh như khô vằn, vàng lá, thối thân. Bà con nên chọn các thuốc như là Anvi 5SC 0,8 lít trên 1 hecta giai đoạn cuối đẻ nhánh. Nevo 330EC từ 0,3 cho đến 0,4 lít trên 1 hecta giai đoạn từ làm đồng trước chỗ sau chỗ 1 tuần. Và tiếp theo sẽ là Tít Super 300EC từ 0,25 cho đến 0,3 lít trên 1 hecta giai đoạn trước và sau chỗ phòng bệnh khô vằn, lem lép hạt. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Kính mời bà con cùng theo dõi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo năm 2021 sẽ có khoảng từ 12 đến 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Trong đó có khoảng 5 đến 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta ở mức tương đương với trung bình nhiều năm. Các cơn bão và áp thấp sẽ bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía Bắc Biển Đông từ tháng 6, tháng 7 và gia tăng tần suất trong những tháng tiếp theo. Trong tháng 8 và tháng 9 sẽ gây ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Từ tháng 9 cho đến hết năm, gây ảnh hưởng đến các tỉnh Trung và Nam Bộ. Trước đây, mỗi khi mùa hè bắt đầu, đàn thỏ của gia đình chị Vân thường xuyên mắc các bệnh về đường hô hấp, biếng ăn, dẫn tới ốm chết. Con thỏ là hắt hơi sổ mũi, bỏ ăn, chết. Đến khi mà mổ ra ấy, thì là ở phổi của nó là có u, có con thì teo hết phổi, có con thì u nhầy đầy phổi luôn. Từ mùa hè năm ngoái, chị Vân tiến hành rắc chế phẩm sinh học chiết xuất từ nguồn gốc thực vật cho 200m² diện tích chuồng trại. Nhờ vậy, thỏ dập hẳn tình trạng ốm yếu, kinh nghiệm này sẽ được chị tiếp tục áp dụng vào mùa hè năm nay. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, không khí trong chuồng nuôi có khoảng 100 loại hợp chất khí độc hại, tổng số vi khuẩn trong chuồng nuôi cao gấp 30-40 lần so với không khí bên ngoài. Con số này có thể tăng nhiều hơn vào mùa hè, khi nhiệt độ duy trì ở mức cao, nếu hít phải thường xuyên, vật nuôi có thể bị ngạt thở, ngất xỉu, thậm chí là đột tử. Hiểu được điều đó, không chỉ có chị Vân, mà hiện nay nhiều nông dân khác cũng đã chủ động có phương án nhằm tạo ra những tiểu khí hậu phù hợp cho chuồng nuôi. Điều này đảm bảo cho vật nuôi sinh trưởng và phát triển tốt, ngay cả những ngày nắng nóng cao điểm.
cái con vật nó gặp nắng nóng nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến năng suất này và sức khỏe của con vật. Mình sẽ có những cái đầu tư về hệ thống điện này, rồi thì nói chung nhiều vấn đề để hỗ trợ cho con giống của mình hoặc là những con vật nuôi của mình nó đảm bảo được cái sức khỏe thì nó sẽ cho năng suất cao hơn. Chúng tôi đã chuẩn bị như ví dụ như thế là kiểm tra lại đường hệ thống nước để làm mát cho gian ga. Đấy. Chủ động để kiểm tra lại có những đường ống hỏng để ta tích được nước, đủ nước phòng chống những cái đợt nóng dài ngày sẽ cung cấp đủ nước để làm mát cho gà vịt. Cùng với sự chủ động của các hộ dân, ngành nông nghiệp cũng đã có công văn gửi các tỉnh thành, địa phương có phương án điều tiết sản xuất thích ứng với điều kiện nắng nóng cực đoan nhất. Công ty cổ phần chè Hà Thái là một trong những đơn vị xuất khẩu chè lớn của tỉnh Thái Nguyên. Năm 2020, trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, doanh thu của công ty này đã sụt giảm 2/3 từ 300 tỷ đồng năm 2019 xuống còn 100 tỷ đồng năm 2020. Rất cần có sự hỗ trợ của các cấp ngành ở trung ương địa phương để cho chúng tôi có một cái phương pháp nào đấy để cầm cự được. Sau những cái dịch COVID này, chúng tôi lại có đủ khả năng để chúng tôi đứng vững trên các cái thị trường. Không chỉ khó khăn về tiêu thụ sản phẩm, các doanh nghiệp chè có đơn hàng xuất khẩu cũng khó cạnh tranh vì giá cước vận tải tăng cao gấp đôi. Vận tải quá đắt, thành thử những có những doanh nghiệp họ không thể xuất khẩu được, bởi vì nếu bán hàng đấy thì cái chi phí vận tải cao hơn cái chi phí cái giá chè, tiền chè. Trong khi đó, với ngành hàng gốm sứ, các đơn vị kinh doanh cũng sụt giảm tới 80% đơn hàng từ nước ngoài. Trước những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, các doanh nghiệp buộc phải tìm cách thích nghi, hướng tới thị trường tiêu dùng nội địa hoặc phải cắt giảm nhân sự để hạn chế tối đa tổn thất về kinh tế. Trước đây tôi làm 80% xuất khẩu, 20% nội địa, nhưng bây giờ là 80% nội địa, còn 20% xuất khẩu, bởi vì trong 2 năm nay thì những cái đơn hàng mà trước đây đã làm thì nó cũng bị giảm thiểu rất nhiều do dịch bệnh. Cái công xưởng của mình, cơ sở hạ tầng của mình nó cũng không được lớn mạnh, nó không được to như là một cái nhà máy. Thành ra mình phải chọn những cái đối tác mang tính nghệ thuật, đó là những trang trí nội thất, khách sạn hoặc là resort. Cái trong một cái thời gian mà chúng ta sản xuất cứ quay cuồng theo một cái hệ thống, một cái nhịp sản xuất thì cái Covid vừa qua thì cũng cho chúng ta có một chút chậm lại và suy nghĩ lại. Thì chính vì cái đó chúng tôi mới nghĩ ra là một cái thị trường trong nước là một thị trường rất lớn. Trước những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, các doanh nghiệp buộc phải tìm cách thích nghi, hướng tới thị trường tiêu dùng nội địa hoặc phải cắt giảm nhân sự để hạn chế tối đa tổn thất về kinh tế. Không tự để giống rồi trồng như nhiều năm trước, anh Truyền quyết định chọn giống cây sa nhân tím do Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản Ngoài gỗ, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam chọn lọc và phát triển để canh tác. Đây là giống cây sa nhân tím đầu tiên trên cả nước được công nhận. Không chỉ có khả năng thích ứng rộng, giống cây trồng mới còn cho năng suất thu hoạch rất cao và ổn định. Cây sa nhân này thì nói chung là nếu mà so với làm ở xã Ba Vì này là nói về cái sắn đoát các thứ họ rồng thì không thể bằng được cái cây sa nhân này. Cái sa nhân này là cho cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Tôi rất là vui về cái cây này. Thông qua một số cái thí nghiệm làm cái khảo nghiệm xuất xứ, chúng tôi chọn gồm 3 cái xuất xứ, đấy là xuất xứ Đắc Man ở Kon Tum, xuất xứ Sơn Long, Phú Yên và Bình Định. Thì 3 cái xuất xứ này sau khi mà trồng khảo nghiệm tại Hoành Bồ thì thấy rằng là cái xuất xứ Sơn Long, Phú Yên là có cái năng suất quả cao nhất, và từ đấy thì chúng tôi chọn được cái xuất xứ và đã đề xuất cái công nhận giống tiến bộ kỹ thuật. Cùng với sa nhân tím, sau khoảng 10 năm chú trọng nâng cao chất lượng giống cây lâm nghiệp, trong đó có cây lâm sản Ngoài gỗ, Việt Nam đã chọn tạo thành công nhiều giống mới và giới thiệu ra sản xuất. Theo đó đã có 11 giống mắc ca mới, một số giống ba kích tím, giống cây dổi ăn hạt, thảo quả cùng một số giống quế có năng suất vỏ cao, hàm lượng tinh dầu tốt. Thông qua những cái nghiên cứu về chọn tạo những cái giống mới thì chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu về chọn tạo những cây có năng suất cao, chất lượng cao để đảm bảo tăng thu nhập của cái sản phẩm cây lâm sản Ngoài gỗ, giúp cho tăng cái thu nhập của người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, và cũng là những cái cây lâm sản Ngoài gỗ cũng là những cây ngắn ngày, và thu nhập từ những cây lâm sản Ngoài gỗ thì cũng có thể mở ra những cái cơ hội để người dân có thể
đầu tư cho những cái trồng rừng của những cây gỗ lớn. Theo các nhà khoa học tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, việc tuyển chọn và lai tạo giống cây lâm sản người gỗ mới hiện đang được tập trung nghiên cứu vào nhóm cây cho tinh dầu và các loài cây thực phẩm, dược phẩm. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp người dân nâng cao hơn nữa thu nhập từ rừng.